Ngày 13 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Lỗ Sơn đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở cho 50 người là tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở của xã. Tại hội nghị, các tuyên truyền viên và hòa giải viên được tập huấn những nội dung chính của kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở theo bộ tài liệu chuẩn do Bộ Tư pháp phát hành. Trong đó, tập trung vào việc cập nhật và cung cấp kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, tác hại hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết, luật phòng chống tác hại rượu bia. Ngoài các kiến thức pháp luật trên, đội ngũ hòa giải viên còn được trang bị các kỹ năng hòa giải ở cơ sở, cách ghi biên bản hòa giải thành công và cách ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải. Qua hội nghị, giúp đội ngũ làm công tác tuyên truyền hòa giải địa phương, cập nhật kiến thức, nắm vững hiểu sâu về kiến thức pháp luật mới, làm hành trang cho việc tuyên truyền và hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.